hướng dẫn sơ bộ cho các bạn rồi. Đấy, các bạn thấy cái hình ảnh của cái khởi thử ấy rất là đẹp đúng không ạ? Kể cả màu sắc rồi những cái hình ảnh rất đặc trưng. Đấy, hy vọng là khi vào cái này chúng ta không thể nhầm lẫn được đúng không ạ? Đấy, cái quả tươi thì chúng ta thấy nó rất giống với lại quả, quả nhót, nhưng mà nhót thì nó lại không dạng chùm kiểu này đúng không ạ? Một cái khởi thử không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà đàn ông con trai ấy, nhất là ở cái tuổi mà bắt đầu xế chiều ấy, thì lúc này cái vui thú của họ chỉ là bầu rượu túi thơ. À, cho nên là thầy thì cũng thuộc vào trong cái số đó, nên ở nhà mà ví dụ như là có một cái quầy để rượu ấy, thực ra là giống như là ở cái tuổi của thầy là ra 45 50 45, gọi là U50 rồi ấy, thì giống như là các bà ngày xưa ấy, là chị ơi chị dụng chị bà ấy, bà để bà ngửi chứ bà không ăn đấy đúng không ạ? Chỉ thích nhìn ngắm rượu thôi chứ còn uống nhiều là say đấy. Thầy có duy tâm không mà thầy? Thế thì khi có một cái bình thủy tinh nó nhỏ nhỏ bầu bầu, xong rồi cho một ít cái khởi tử này này xong vào ngâm rượu thì nó rất là hay. Cái vị này nó giống với cái vị hồng hoa hôm qua ấy ạ, và nó không bị mất màu đấy, khi mà sơ chế khi chế biến đúng không ạ? Thì các bạn thấy không, cái màu của nó rất là đẹp đúng không? Đấy. À, cái khởi tử này thì ngoài cái tác dụng của nó là gì ạ? À, bổ chữa suy nhược đau lưng mỏi mỏi gối. Cái này thì với những người bị tiểu đường ấy, thì người ta khuyên là hạn chế ăn các loại hoa quả ngọt, nhưng mà riêng khởi tử này nó bị ngọt, nhưng mà nó ngọt thanh chứ nó không ngọt sắc, và cái hàm lượng đường của nó cũng không cao. Đấy, thì các bạn biết là cái thành phần hóa học của nó là caroten, beta caroten. Beta caroten nó chính là cái tiền là tiền chất của vitamin A. Đấy. Cái thứ hai là cái axit ascorbic. Các bạn biết axit ascorbic là gì không ạ? Vitamin C. Đúng rồi. Axit ascorbic là vitamin C, và axit nicotic là gì ạ? Axit nicotic chính là vitamin PP đấy. Vitamin PP khi nào nó thủy phân thành axit nicotic với lại niacin ấy. Niacin mà tôi đã có lần thì nói các bạn trong cái phần dược lý đúng không ạ, là vitamin PP thì nó có tác dụng hạ mỡ máu đúng không ạ, nên chính là cái phần niacin thì đấy là cái khởi tử. Thì ngoài cái tác dụng dùng để làm thuốc này này, người ta có thể dùng làm gì ạ? À, làm trà. À, bởi vì cái này nhìn cái màu sắc của nó rất là đẹp, rất là hấp dẫn đúng không ạ. Thứ hai là người ta dùng làm gia vị. Thế trong cái gói mà ở các cái hàng khô ấy, hàng xén ấy, người ta hay bán ấy để làm gọi là gói lẩu ấy, gia vị lẩu ấy, thì bao giờ cũng có cái quả khởi tử này. Đấy. Đấy là cái phần thứ nhất để bổ sung thêm. Về cái phần đọc lá kinh ấy, thì các bạn đang hình như đang có những cái khó khăn nhất định, có lẽ là nó chưa quen. Cho nên là thầy có một cái khuyên là các bạn nên đọc thật nhiều, viết nhiều và đọc nhiều, đúng không ạ? Hôm qua thì thầy có gửi cho bạn xem về cái nguyên tắc phát âm tiếng Latin, rất dễ thôi. Các bạn chỉ bỏ ra khoảng độ 2-3 ngày thôi các bạn sẽ rất là trôi chảy, không có vấn đề gì khó khăn cả. Thì ở đây nó là lyceum nhé, lyceum này, cái chữ y dài này đọc là uy. Đấy, chúng ta có đọc cái y cơ, không có, chúng ta đôi khi một số từ thì nó việt hóa. Lyceum cũng không sai, mà lyceum cũng không sai. Cái chữ chờ ở đây này, đấy, chờ nhẹ đấy, thì trong tiếng Latin thì không có chữ chờ này, ta đọc là khờ, đúng không? Khi nên, đấy, khi nên zit, đấy, chúng ta đọc là khi nên zit. Họ cà solanaceae thì cái này không vấn đề gì, đúng không ạ? Cái vị thứ nhất là khởi tử. Thì thứ hai là đẳng sâm, hay là đẳng sâm, hay là phòng đẳng sâm. Nè, các bạn nhớ là nó sẽ có những cái tên như thế. Đẳng sâm này, hoặc là đẳng sâm này, đẳng hay đẳng. Đấy, trong cái tiếng Hán Việt ấy, từ đẳng nó lên từ bằng, từ bình, bình hay bằng. Đấy, thế các bạn thấy là một số những người mà tên là bằng hay gọi là bình, bình gọi là bằng, đúng không ạ? Đẳng, đẳng là bằng, đẳng trương ấy là bằng nhau. Đẳng sâm hay phòng đẳng sâm thì cũng thế. Cho nên là rất rất nhiều những vị tên đã giống nhau, đúng không? Thì ở đây các bạn thấy là cái vị khô này này, thì thực tế là một số cái thì nó sẽ, có lẽ là bây giờ người ta chế biến của nó thì nó trắng hơn một chút, nó sáng hơn một chút so với lại cái hình ảnh của các bạn đang có. Đấy là cái phòng đẳng sâm, đúng không ạ? Thì cái này chúng ta cũng đọc là gì ạ? Corono, colonoscit, đấy. Ya, à đây là chúng ta đọc là Iavanica, nhé, chữ Y dài, đấy, chữ Z đọc là Iaconica,
à, hoặc là cái vanica đấy. Đấy các bạn thấy cái hình ảnh của nó cái gì, tảng sâm thì nó thuộc ở trong cái đầu vị, đầu vị của những cái ăn của bổ, các bạn thấy là ví dụ như trước thì có các bạn này tảng sâm này, xuyên quy này, đấy, khởi khởi tử này, táo đâu này, rồi đỗ trọng đấy, những cái thang thuốc thì bao giờ có những cái vị đó đúng không ạ, xuyên quy này, khởi tử này, đấy, táo đâu, đỗ trọng, bao giờ các bạn thấy các cái thang thuốc là cho những cái đó để cho nó vừa bổ này, giúp nó bổ này, và vừa để cho nó dẻo, cho nó đẹp cái thang thuốc, kể cả cái khi về sắc mở cái thang thuốc ra hoặc là ngâm rượu, và các cái phòng giảm sâm. Thì các cái thuốc bổ, các cái vị dược liệu bổ thì thường thường nó có ở cái này, nó có cái trong cái nếu như các bạn biết là cái thuốc bổ tỳ ấy, thì bao giờ nó cũng có hoài sơn và đẳng sâm. À, thì đấy là cái mà và đặc biệt là trong cái điều trị về thiếu máu, các bạn ở đây các bạn lưu ý tới cái phần mà ví dụ khô ấy, để ta nhận biết để nó đỡ bị nhầm lẫn. Cái phần mà ví dụ khô đẳng sâm ở đây này thì các bạn nên chọn cái hình ảnh của nó sáng hơn, nó trắng hơn. Và thực tế cái này thì nó dễ nhầm với một số các cái rượu được khác, bởi vì cái này nó hơi tối phát đúng không ạ? Đấy. Đấy là cái để đặt sâm. Đấy, vị tiếp theo đó là vị địa hòa. Thì lúc trước thì bạn Huyền nhỉ, bạn cũng đã có bổ sung thêm rồi. Đấy, cái đặt sâm thì ngay lúc sáng thì thầy cũng nói các bạn. Đây là cái vị địa hòa. Cái địa hòa thì nó cái người ta cái củ địa hòa tươi này, xong người ta phơi, người ta sấy khô đi, người ta để nguyên như thế gọi là sinh địa. Đấy, cái củ sinh địa. Đấy, thì chúng ta phải có những cái để chúng ta nhận thức cho nó rõ, bởi vì đôi khi khi đi thi ấy, khi đi thi thì người ta có thể các thầy có thể để sinh địa thuộc địa. Đấy, thì thuộc địa chính là cái sản phẩm chế biến từ sinh địa, thì cái kiểu trên kiểu sái là lúc sáng thì đã nói các bạn rồi đúng không? Trước đây thì người ta làm rất là cầu kỳ ra cái thuộc địa, khi cái thuộc địa này mà cho vào ngâm rượu nó lên một cái màu nó rất là đẹp. Đấy, 10 lít rượu hay 20 lít rượu, một cái bình 20 lít cần cho khoảng độ nửa cân thuộc địa thôi. Đấy, cái khoảng độ không đến một lạng đâu, nửa lạng cam thảo đâu, thì nó cái màu nó rất là đẹp mà rượu uống nó rất là ngọt, hơn nữa lại cho một tí đương quy. Đương quy ấy thì nó cái đương quy nó mát mát, nó rất là thơm. Đấy, đảm bảo được một cái gọi là rượu thuốc, cái mùi rất đặc trưng của thuốc Bắc, cái màu đặc trưng của thuốc Bắc và cái vị đặc trưng của thuốc Bắc. Đấy, cái này đã chia sẻ các bạn rồi. Thực ra thì cái kể cả như là trong cái phần dược lý ấy, thì hay là dược lâm sàng có đề cập các bạn ấy, thì ở Việt Nam là một trong những cái quốc gia mà tiêu thụ rượu nhiều nhất, và chúng ta rượu nhập khẩu chúng ta cũng tốn khá nhiều tiền, và rượu nấu gần như là ở địa phương nào thôn xã nào cũng có một vài nhà nấu rượu đúng không ạ. Thì cái nấu rượu đó thì ai cũng rất là tự hào, nên là rượu nốt lá chuối đây là rượu đảm bảo. Thế nhưng mà cái men thì người ta lại không tự làm được. Đấy. Và trong rượu thì nó có lẫn cái alkaloid, à xin lỗi, có đồng đẳng của nó là methanol, đồng phân là có anhydride đúng không ạ? Những cái đó thì nó rất là độc. Các bạn thấy là uống rượu xong có đau đầu thì có methanol thường, và uống rượu xong có đầu là chán ăn, không có đầu là đợt nào mà anh chị nào mà hay phải đi tiếp khách hay là cuối năm mà nhậu nhẹt liên hoan nhiều, xong có đầu là tính tình hay hay cảm thấy tự bản thân mình hay cảm thấy khó gắt, hay là ăn uống khó tiêu đúng không ạ, lưng nổi mụn lên ngứa ấy, gan nó yếu chẳng hạn. Thì khi mà rượu xong người ta phải để trong một cái thời gian dài. Đấy, càng dài thì cái ăn hết nó càng khử, đến tiêu chuẩn của rượu Tây là nó phải khử hết ăn hết, ở rượu ta thì gần như là không có khi phải bỏ cả, bởi vì cái này chúng ta không 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 phải là doanh nghiệp, cho nên là các cái cơ quan quản lý nhà nước thì gần như nhất là quản lý thị trường thì gần như là. Và nói thật với các bạn là ở Việt Nam mình tỷ lệ người Việt Nam ấy, nhất là các ông nam giới ấy, năm 60 tuổi trở ra là cái nguy cơ bị sản rượu, xơ gan rượu, viêm gan rượu rất là nhiều. Tại vì chúng ta thấy là gì ạ? Không 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 đâu như Việt Nam đó ạ. Cây củ quả, thậm chí là các con đấy, và các loại động vật mà sao mà không hiểu, nó có
nói đến dược liệu thầy nghĩ đến gì ạ? À, thuốc sắt này, thuốc bột này, hoàn tán này, hoặc là thuốc rượu, đúng không ạ? Thuốc rượu rất là nhiều. Đây là việc địa hoàng các bạn đã bổ sung rồi, chia sẻ thêm như thế. Một cái nữa là hạt thủ ô, thì cái hình ảnh của cái dược liệu hạt thủ ô này thì nó không hiểu là do máy của thầy hay là trên điện thoại thì nhìn nó hơn. Các bạn thấy là cái hạt thủ ô thì nó đỏ, đúng không ạ? Cái củ của nó rất là to này. À, cũng đã một lần thầy được được được, được. Tính là nó phải vài cân đấy, mà cái cuống củ này, này nó không to như này đâu, đấy. Cái cuống này nhìn nó rất là bé, mà tí này nó rất là to. À, thì rất rất nhiều người nói rằng là à, cái cậu em như thầy ấy, cậu rất là chịu khó thì cậu cho H2O này có ngâm với rất nhiều đường, đấy. Thì quả nhiên là tóc bạn ấy có dấu hiệu bạc, nhưng mà uống hàng ngày thì nó tóc nó đen trở lại thật, cái tác dụng của H2O. Nhưng cái hạt thủ ô này mà để mà uống rất là đắng, nó khá là đắng, khá là khó uống. Đấy, nó đắng, cái đắng của hạt thủ ô này nó đắng cắt lắm, chứ nó không như là phổ qua đâu. Nếu như bạn nào mà đã dùng rồi thì biết. Người ta cho vào sẽ thường người ta phải ngâm với điện với một cái tỷ lệ đường đường khá là cao. Đấy. Hạt thủ ô thì người ta có thể chế chế hạt thủ ô này, hoặc người ta có thể tiếp đó là cái vị hạt thủ ô. Hạt thủ ô này thì ạ, à, nó có cái tác dụng là gì ạ? Nó tác dụng là bổ thận tráng dương cho những người mà thận yếu thì gì ạ? Đau lưng mỏi gối, đấy. Mộng tinh, di tinh mộng tinh, à, rồi tóc bạc sớm. Đây là cái giá trị rất là lớn của hạt thủ ô. Thì cái tên khoa học của nó thì các bạn cũng đọc bình thường thôi. Đây là poly, các bạn, polyvolum. Đấy, họ đo gam là polyvolaceae. Đấy, đây là cái họ đo gam. Đấy. Cái tên khoa học của nó thì các bạn có hai cái phần, đúng không? Họ và tên ấy, gọi là full name và first name ấy. Đấy, tên đầu tiên và tên đầy đủ ấy. Thì nó có polyvolum, đúng không ạ? Multiflorum. Đấy, các bạn đọc bình thường nó không có vấn đề gì. Đây là các bạn đã là dược sĩ thì ta đọc tên thuốc nó phải luôn là tôi trần. Về cái vị hoài sơn, đấy, cái hoài sơn thì ngay từ đầu thì nói các bạn rồi, đây này, đây là những cái củ tròn tròn, người ta lát nó hình oval này, thì chúng ta còn nhìn thấy có rất nhiều làm cái hình oval này đâu, hình chữ nhật luôn đấy. Thì cái hình chữ nhật các bạn thấy là cái hoài sơn này, cái cắt cam này, cái bạch chỉ này nó khá là giống nhau, nhưng hoài sơn thì nó trắng trắng hơn là bạch chỉ đến hơi ngà ngà hơn, đấy. Và cắt cam thì trắng nhất, nhưng mà khi mà chúng ta được sờ trực tiếp thì chúng ta biết biết cái bàn tay ở trên cái phiến dữ liệu này, sau đó được nó xoa xoa cái tay ấy, thì cái cắt cam nó mịn nhất, còn cái hoài sơn thì nó đỡ mịn hơn. Và ngửi thì cái mùi bạch chỉ, cái củ này nó khá giống cái bạch chỉ này bạn. Đấy. Đấy. Nhưng mà gì ạ, bạch chỉ thì nó rất là hắc, bởi vì thành cái bạch chỉ là nó có tinh dầu. Đấy. Còn đây là có gì ạ, có saponin. Cái này thì lúc sáng mình chia sẻ các bạn được, đây là hoài sơn này, nó cánh cửa ở trong 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 rất là trẻ em bổ tỳ, thì chúng ta học y học cổ truyền rồi, tỳ là một cái tạng rất là quan trọng, tỳ chủ vận hóa đúng không, tỳ chủ huyết mạch, à, nó hai rất rất là quan trọng. Thế nên là trẻ em mà từ tỳ vị hư suy là nó không vận hóa được, à, thức ăn thức uống của nó không 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 không, không hấp thu được, à, cho nên là người ta hay dùng nhẹ bổ tỳ. À, trên thị trường hiện nay có rất nhiều các cái chế phẩm bổ tỳ ấy, một trong cái cánh dược sẽ không thể thiếu là đó là hoài sơn. Đấy, thì hoài sơn thì trước đây là chủ yếu người ta khai thác từ tự nhiên. Đấy, sau đó thì người ta khai thác người ta phơi, người ta sấy khô ra, sau đó thì từ tự nhiên là nó cạn kiệt, bắt đầu là Trung Quốc ấy, bắt đầu nó thu mua hết tất tần tật những cái củ bé tí nó cũng mua. Đấy, thì chúng ta thì các bạn biết rồi là cứ để cái củ to như này thì là chất lượng dược liệu nó mới tốt, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi là gì ạ? Củ to thì nó hết rồi thì nó là người ta con củ con nó bắt đầu về người ta rửa sạch, xong bắt đầu người ta cho người ta nặn nặn thì nhìn những cái củ như này, đấy. Xong bắt đầu người ta để cho nó mốc meo những cái bên ngoài này, xong bắt đầu người ta cũng thái lát như này, xong bắt đầu người ta sấy, bởi vì cái này nó không có lõi bên trong, các bạn nhìn đây này, gần như nó không có lõi bên trong, củ nó rất là thịt, đúng không ạ? Tức là những cái củ bé thì bắt đầu người ta cho lên nhiều, người ta nấu nhiều lên, xong bắt đầu người ta nặn tạo hình thành các cái củ như này, xong người ta để cho nó
Hút mèo mới vỏ bên ngoài đấy, người ta phải rát, bắt đầu người ta tốt nghiệp ở Việt Nam. Thì các thầy ở Việt Nam ở đấy, ngoài sân thì nó phải như thế, thế mới là có bác. Nhưng mà thực ra người ta mua những củ tí tẹo là bé bé. Đấy. Đương nhiên những củ bé thì đương nhiên nó rẻ, đúng không? Củ đó, đắt tiền. Đấy. Ở đây các bạn thấy là gì? Cái công dụng của hoài sơn là gì? Chữa sinh nhược, biến ăn là chán ăn, ăn kém nhất, đổ mồ hôi trộm. Thì các cái đổ mồ hôi trộm cũng chia sẻ với các bạn là rất là trẻ em hay đổ mồ hôi trộm. Thì khi nào đổ mồ hôi trộm thì các bạn biết là trẻ em mà khi mà nó thiếu 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 kẽm. Đấy, cho nên là kinh nghiệm của các cụ ấy, những người lớn tuổi ấy, mà nó đổ mồ hôi trộm là cho đi ăn cháo chay, đúng không ạ? Đấy. Ăn cháo chay, nam giới mà anh nào mà yếu yếu ấy, thì là ăn hàu. Đấy. Thực ra thì có cái dòng miễn thể, ví dụ như là chay này, hến này, đấy, hay là ngao này, hay hàu này, đặc biệt là hàu này. Đấy, thì diện cái hàm lượng kẽm ở trong đó nó bổ sung rất là tốt ở nam giới, đặc biệt trẻ em, nó rất là trẻ em mà khi mà đổ mồ hôi trộm là xong rồi bắt đầu tóc nó dựng ngược lên, xong rồi nó ngủ nó hay giật mình ấy. Đấy, đấy. Canxi. Đấy. Nhưng mà với trẻ em thì chúng ta phải bổ sung kẽm trước, bổ sung canxi. Còn với người già thì chúng ta phải bổ sung magie trước, rồi bổ sung canxi. Nguyên lý cơ bản là trong cái thần dược lý để các bạn được, đúng không ạ? Đấy là cái phần về hoài sơn. Rồi cái phần nữa là gốc. Đây, gốc ở đây là chính là cái dầu gốc ấy. Thì hiện nay thì trên thị trường người ta có bán những cái chế phẩm viên 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 gốc Vigana đấy, Vigana Vigana đấy, gọi là viên gốc ấy. Hay là Việt Nam gốc ấy. Đấy. Chứ không phải là Viagra nhé. Ở đây người ta lấy cái gì ạ? Cái màng của cái hạt này này. Đấy. Ở trong cái này nó có hàm lượng của nó rất nhiều là beta carotene. Đây là tiền tố. Đấy. Tiền tố của retinol ấy. Vitamin A. Thì từ cái màng hàm nhất này người ta đã biết được cái dầu của nó, đây chính là dầu ấy, là nó chính là beta caroten. Thì rất là may mắn là cái hàm lượng beta caroten ở trong cái màng hàm nhất này rất là nhiều, và các bạn biết là cái beta caroten thì nó rất là tốt cho trẻ em. Đấy. Nếu như mà thiếu cái này thì nó sẽ làm cho gì ạ? Các cái tế bào võng mạc, đấy, tế bào võng mạc không phát triển được, dẫn cái bệnh gây cái bệnh gọi là quáng gà. Quáng gà là bệnh gì? Đó là trời mà cứ về chiều ấy, nhập nhạm chiều ấy, thì gần như người ta sẽ không có cái phản xạ ánh sáng, không phản xạ ánh sáng thì không không thể nhìn thấy được. Đấy. Cái sức nhìn nó rất là kém, đấy là cái rất là may là ở Việt Nam mình. Thì hiện nay thì chúng ta có nhân được cái viện viện quả nông nghiệp của viện nông nghiệp ấy, thì người ta có nhân cái giống gọi là gốc gốc nếp, gốc thì có đẹp gốc nếp đồ xôi rất là dẻ, rất là thơm và ngon và bổ dưỡng. Đấy. Và đặc biệt ở một số vùng nguyên liệu ví dụ như Vinh, Hải Dương thì có một cái vùng nguyên liệu là chuyên trồng những gốc này để lấy cái màng hạt và tách chiết được dầu dầu người ta thành các cái làm thành các cái viên nang ấy, rất là tốt, rất là tiện dụng. À. Thì ở đây người ta hay cho dùng là thứ gì, dùng thứ dạng giọt. Đấy. Còn đấy thì các bạn có thể lấy trực tiếp ở nhà, các bạn có thể làm được cái này. À. Nhưng mà có một lưu ý là với những vitamin A hay là những chế phẩm mà chứa vitamin A ấy, thì thường thường đấy là hấp thu được là nhờ có axit mật, và axit mật thì nó sẽ phản xạ nó tiết ra nhiều sau mỗi bữa ăn. Chính vì thế cho nên là với những cái mà nó ăn trong dầu thì chúng ta nên cho bệnh nhân uống sau khi ăn, đúng không ạ? Thì chúng ta có cái chương trình phòng chống mù lòa quốc gia đấy ạ, hay thì cho trẻ em uống viên đó thì nó có khoảng độ 100.000 đến 200.000 đơn vị. Đấy, thì cái này trong cái phần dược lý này cũng đã được. Là khi mà cho trẻ em uống vitamin A thì nên cho trẻ em ăn, cho các cháu ăn ngay cả người lớn uống vitamin A, và một bữa ăn mà nó có dầu 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 chất béo ấy, thì nó sẽ hấp thu tốt hơn nếu như mà chúng ta phải uống lúc đói. Ngoài ra thì cái nhân hàn gấc này này, đấy, người ta dùng là dùng cái màng màng của hàn gấc này nhé, đấy, thì nó có beta carotene. Còn cái hạt gốc ngày xưa thì chúng tôi rất hay dùng cái màng
cái hạt, cái nhân hạt đất này, phòng xiên là một cái dây phòng đốt vì nó rất là nhiều dầu. Nhưng mà trong 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 ngành dược của chúng ta ấy, thì cái nhân hạt đất thì không dùng là thuốc, không dùng là thuốc uống hay thuốc gì cả, mà người ta dùng để thuốc xoa bóp. Cái hạt đất này này, nhân hạt này nó cũng nhiều dầu lắm, thì người ta thường người ta nghiền nó ra và người ta ngâm với rượu, rượu ngâm với cồn xoa bóp trường hợp mà bị va đập, bị sập cơ. Tất nhiên là mức độ nhẹ thôi, bệnh về xương khớp dùng một cái cồn 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 gấp thì cũng được. Cái vị nữa là cái vị kim anh. Kim anh thì đây các bạn thấy họ rất là dễ o rõ này, rosa này. Chữ A với chữ E đây là nguyên âm kép rồi, đúng không? Đây là le, đúng không ạ? Legigata. Còn nếu như mà chữ E đứng trước chữ A thì chúng ta lại đọc là lea. Đây ví dụ như này, A, đúng không ạ? Đây là C, E, đúng không ạ? Mặc dù ba cái nguyên âm này, thì chữ A đứng trước chữ E này là gì ạ? Nguyên âm kép. Nguyên âm kép thì chúng ta đọc là E. Còn chữ O mà đứng trước chữ E thì đấy là nguyên âm kép thì ơ, đúng không ạ? Cái này trong cái phần nguyên tắc phát âm chúng ta tin nhé, thì có gửi cho các bạn rồi. Ta học từ Tùng đúng không ạ? Từ Trần Thị Tùng có thể lớp nhìn đọc đúng không ạ? Rosa, Legigata, đấy là kim anh, họ hồng là Rosaceae. Đây cái quả kim anh nhé. Đấy, đây người ta dùng cái vỏ quả, thì bao gồm nó có cả cái cùi, người ta bỏ cái hạt đi. Đấy, quả kim anh. Thì tác dụng của nó là gì ạ? Chữa suy nhược biến ăn, trường hợp tiêu chảy. Đấy. Cái này cũng tác dụng bổ thận, trường hợp mà suy mộc kinh và đẹp chứa vitamin C. Đây là nấm linh chi ạ. Đấy. Nấm linh chi thì rất là cái này nó nhiều loại lắm các bạn nhé, linh chi này có nhiều loại ạ. Thì khi mà bổ dưỡng thì người ta hay nói đến nhân sâm và linh chi. Thì trong cái phần buổi sáng thì cũng đã nói với các bạn rồi, đó là nhân sâm thì ok, tác dụng bổ của nó rất là tốt. Thế nhưng mà là một số đối tượng thì không dùng vùng được nhân sâm. Đó là với những người mà mắc cái chứng thư hàn, để đau bụng lạnh, hay là những người huyết áp cao. Người huyết áp cao chúng ta phải cẩn thận với lại nhân sâm. Và đặc biệt là nhân sâm thì nó có thể gây cái hiện tượng là tăng hiện tượng chảy máu. Thế những người mà phẫu thuật xong, sau phẫu thuật ấy, thì lại không được dùng nhân sâm. Và thực tế trên lâm sàng thì đã có gặp những trường hợp là bệnh nhân vừa mổ xong, bắt đầu có con cháu đi Hàn Quốc về, thế là mang đến ok, mổ xong thì mất sức mà. Mất sức thì bắt đầu ăn cho ăn sống sâm này, rồi cháo sâm này, đủ các loại sâm này. Để sau đó thì thấy xét nghiệm phòng cầu nó cứ ra, có ra nó làm tăng cái hiện tượng chảy máu. Kiểm tra cái vết mổ thì có thể là chảy máu nó ồ ạt. Những trường hợp mà sau phẫu thuật thì sau chảy máu, sau đặc biệt kể cả như là sau xuất huyết tiêu hóa thì lại tất cả chế phẩm của sâm, mình tăng huyết áp. Nhưng mà linh chi thì lại dùng được. Đấy, các bạn thấy là trong cái phần đây này, tri terpenoid này, tri là ba đúng không ạ? Terpen thì cái này hôm trước hôm qua thì thầy có giải thích với các bạn rồi, cái oid này là cái dạng muối của nó thôi. Đấy, thì linh chi thì tác dụng bổ của nó thì không 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 mạnh bằng như sâm, nhưng mà linh chi thì nó lại lành hơn rất là nhiều. Đây là rất rất nhiều người ngày xưa thì tôi có quầy thuốc ấy, rất nhiều người nói là vào cái gì tết tết này này. Đấy, đi mua phiếu xét hay là phiếu ông bà nội ngoại thì mua 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 gọi là trà sâm đúng không ạ? Đấy, trà sâm để điếu thì tôi thì thường phải rất là cẩn thận, tôi hỏi ông bà có huyết áp cao không. Đấy, thì nếu như mà để cho nó an toàn nên điếu trà linh chi, hoặc là bây giờ trên thị trường người ta có rất nhiều những cái linh chi này, nguyên nguyên cái nấm này luôn này. Tôi có một cái anh bạn như là ở bên thủy điện như nào ấy, anh ấy nói là thầy thích lấy bao nhiêu thì cũng có hết, có nghĩa là đấy để bán ấy. Tôi không có thời gian để buôn bán, nhưng mà lấy một ít để dùng với lại yếu như các cụ thì dùng cái linh chi này nó khá là an toàn. Có rất nhiều các loại nấm, nấm nó giống như những cái linh chi này, chúng ta phải phân biệt được. Tôi nói thật với các bạn, để mà phân biệt được linh chi đấy thì ngay đến bản thân tôi chịu, bởi vì khi nó khô như này thì làm sao mà mình biết được, bởi vì nó giống nhau. Mà chưa nói những cái câu chuyện là bây giờ một số cái công nghệ đúng không ạ, có bao nhiêu cái hóa chất ở trong này nó chết hết rồi, nó bán cái gì xong rồi đem nó phơi nó sấy khô cái này trông giống như là khô. Đấy, ngay như ở Việt Nam chúng ta đã có một thời gian nhân sâm khá lớn về, anh bạn Trung Quốc anh bảo ơi
các bạn nghèo khó quá, từ trợ giúp cho các bạn để bán rẻ các bạn ít nhân sâm. Ok, mời các thầy sang thẩm định sâm nào sâm đấy trông rất là nuột nà đúng không ạ, giá lại hời. Ok, nhập về, nhập về nhưng mà dùng không thấy có tác dụng lắm. Bắt đầu mình đi kiểm nghiệm, thả vào cái saponin, hóa ra là có bao nhiêu saponin thì nó tách chết hết, sau đó cầm cái bã đã bán cho mình. Đấy, cái bài học về đây là gì, linh chi là hy vọng là chúng ta cũng không đến mức độ để lừa nhau như thế đúng không, có cái niềm tin với nhau. Thế nhưng mà tôi cũng phải cảnh báo với các bạn là cái linh chi này, đấy, nó phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố nhé. Thứ nhất là cái nấm này nó trên cây gì, đấy, thứ hai là nó ở vùng nào đấy, thì nó mới có được. Đấy, đúng không? Giống như mộc nhĩ ấy. Mộc nhĩ chúng ta dùng hàng ngày ấy. Đấy, hay là nấm hương ấy. Nấm hương ta dùng. Thế tôi có một thời gian tôi đi đến Bắc Cạn ấy. Ở trên đấy có một cái vùng vùng, vùng các bạn biết là cái hồ Ba Bể ấy, ở cái đấy nó gọi là cái huyện Bạch Thông. Và cái nơi đấy thì gì ạ, cái độ ẩm của nó rất là cao, càng lên cao thì cái không khí nó loãng mà, xong lại độ ẩm cao, nơi đấy là hồ mà, hồ trên núi. Đấy. Thì cái nấm nấm hương của họ ấy, nó rất là mà người ta khai thác từ tự nhiên ấy, nó rất là thơm, nó rất là đặc biệt. Nó nấm nhưng mà nó lại không kiểu dạng quả nấm, nó không quả tròn đâu, nó cũng bèn bẹt, nó dẹt dẹt đấy. Xong bắt đầu người ta cứ xiên xiên rồi cái lạt đấy, người ta xiên thành một cái vòng lại, vòng tròn, bắt đầu người ta treo treo lên dánh đấy, xong bắt đầu nó khô khô xe xe, bắt đầu người ta đem đi người ta bán. Chứ không giống như là nấm hương mà chúng ta mua cái hàng xén bây giờ ấy, ở chợ ấy, thì thường thường người ta sẽ nuôi tự nhiên này này. Đấy. Các cái nấm hương người ta cho vào các cái túi mùn cưa, người ta cái quả của nó cứ tròn tròn bầu bầu, bắt đầu người ta đem người ta hát, xong bắt đầu người ta sấy khô người ta bán. Cái nấm hương nó cũng thơm, nhưng mà thực ra có một thời gian thì tôi dùng cái được 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 các cô các chị ở trên đấy biếu cái nấm hương của Bạch Thông, nó rất là ấn tượng, rất là thơm. Hay là mộc nhĩ cũng thế các bạn. Đấy. Cái mộc nhĩ mà chúng ta dùng ấy thì thường thường các bạn thấy là ở quê ấy, trước đây người ta hay dùng làm mộc nhĩ bằng cách nào? Thực ra thì cái mộc nhĩ với lại cái nấm hương với cái nấm linh chi này thì bản chất của nó là giống nhau đúng không ạ, nó từ một cái bào tử, nó xong bắt đầu nó ở trên cái cây cái vỏ của cây mục này này. Đấy, đúng không ạ, các bạn anh chị nào ở thế hệ 7x đầu 8x ấy, thì ở quê ngày xưa là hay cái đốn hạ cây mít này, cây mít là một này, cây sắn tàu là hai này. Đấy, cây sắn tàu ấy gọi là cây khoai nhì ấy, thì cứ xếp thành đống ủ ủ cho nó ẩm ấy, xong bắt đầu nó ra những cái mộc nhĩ rất là to, xong hát để lên phơi, xong rồi làm đủ các cái thứ để ví dụ làm bọc, làm chả nem cái gì đó, đúng không ạ? Rất là sợ ở trên cây xoan, đúng không ạ? Cái mộc nhĩ nó mọc trên cây xoan, người ta sợ như thế. Nhưng bây giờ xin thưa các bạn là chúng ta ăn mộc nhĩ, chúng ta chả biết là cái mộc nhĩ này nó mọc từ cây gì nữa, đúng không ạ? Tôi chỉ biết nó là mộc nhĩ. Và nếu như các bạn mà đi mua mộc nhĩ ở cái hàng xén, nhìn nó bé bé thôi nhưng mà về ngâm tâm ngâm nước nó nở ra nó to như tờ giấy A4 ý, tờ giấy A4 thì không được, tờ giấy A5 đúng không ạ, nó rất là to rất là tốt như thế. Bình thường không làm một cách thủ công như ngày xưa nuôi đấy, người ta nuôi 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 trồng ở trong trang trại cái khu nhà vườn để nói như các bạn nấm đấy. Đấy là cái phần thứ nhất của nhóm hai. Xin mời tiếp tục. Dự tính cho các bạn vẫn phần và thứ hai là một chút là của dược liệu tác dụng tiêu tiêu độc. Thứ nhất em trình bày về cái dược liệu tác dụng bổ dưỡng. Nhân sâm. Nhân sâm tên khoa học là ba la skin sơ sơ thuộc họ nhân sâm arani A xe, bộ phận dùng là dễ củ, thành phần học là sapolin nhóm damaran clin sen lưỡi đường vitamin, tính vị là đắng ngọt hàn, công dụng là chữa nhược suy nhược cơ thể, kiệt sức biến ăn, tình trạng giảm khả năng miễn dịch, tăng sinh lực và sức bền của và vận động. Liều dùng là 3 đến 9 gram dạng ngậm hoặc là hầm.
Thứ hai là ngũ ta bì. Tên khoa học là Sarcophora Ocetophina, thuộc họ nhân sâm. Bộ phận dùng là vỏ thân và vỏ cành. Thành phần học là tinh dầu sapolin. Tính vị là cay ấm. Công dụng là chữa suy nhược, đau xương, tê bại chân tay co rút, liệt xưa liệt dương. Liều dùng là 10 đến 20 gram dạng sắc. Vị tiếp theo là tam thất. Tên khoa học là Balasolucovinser, thuộc họ nhân sâm. Bộ phận dùng là rễ củ. Thành phần họ phần họp là Saborin, nhóm Damaran của tinh dầu. Tính vị là đáng ấm. Công dụng là tăng lực giống nhân sâm, chữa tổ huyết, băng huyết, ứ huyết của phụ nữ sau khi sinh. Liều dùng là 4 đến 8 gram dạng bột sắc. Thứ năm là đạo táo. Tên khoa học là Ziziflu-iu-iu-ba, thuộc họ táo. Zhamamalacea, bộ phận dùng là quả chín. Thành phần hợp là đường tinh bột, vitamin, axit hữu cơ. Tính vị là ngọt bình. Công dụng là chữa suy nhược, mệt mỏi, biếng ăn, thiếu máu, mất ngủ và giúp điều hòa các vị thuốc khác. Liều dùng là 8 đến 12 gram dạng sắc. Tiếp theo là vị ý dĩ. Tên khoa học là Coilarima iobi, thuộc họ lúa. Poaceae, bộ phận dùng là hạt. Thành phần hóa học là tinh bột, protein, acid, acid amin. Tính vị là ngọt mát. Công dụng là chữa suy nhược cơ thể, ăn uống khó tiêu, trẻ em suy dinh dưỡng, chậm lớn. Liều dùng là 10 đến 25 gram dạng sắc. Tiếp theo là em xin trình bày về dược liệu tác dụng tiêu độc. Thứ nhất là ké độc ngựa. Tên khoa học là xanh thium sertumarium, thuộc họ cúc. Asteracea, bộ phận dùng là quả sau cháy kết gai. Thành phần học là lacetone, xanh tirin, iốt hữu cơ. Tính vị là ngọt, ấm, có độc. Công dụng là chữa mụn, nhọt, ngứa, viêm mũi dị ứng, bệnh bướu cổ thiếu iốt. Liều dùng 8 đến 12 gram dạng sắc. Tiếp theo là em xin trình bày vị kim ngân. Tên khoa học là Lulicera iabolica, thuộc họ kim ngân. Capri-foliacea, bộ phận dùng là lụng hoa. Thành phần học là flavonoid, lolicerin, axit hữu cơ. Tính vị là đắng mát. Công dụng chữa mụn, nhọt, mấn, ngứa, rôm, sảy, dị ứng. Liều dùng 8 đến 12 gram dạng sắc. Tiếp theo là em trình bày vị bồ công anh. Tên khoa học là Tadrasacum officinale, thuộc họ cúc. Asteraceae, bộ phận là dùng toàn cây. Thành phần học là saporin, chất nhựa, chất đắng. Tính vị là đắng mát. Công dụng là giải độc, thanh nhiệt, thông sữa và lợi tiểu. Liều dùng là 8 đến 12 gam dạng sắc. Đây toàn bộ thầy phần trình bày của nhóm em. Em xin chân thành cảm ơn và rất mong người ta tán. Cái này để truyền tán, bây giờ người ta vào máy nghiền, người ta nghiền ra dạng thuốc bột, cái gọi là tán. Và hoàn là người ta về thành viên để làm thành hoàn. Còn tễ thì cái viên nó to hơn, đúng không ạ? Đan nó cũng là viên. Đấy. Thì các bạn có thầy nghe thì các bạn có trao đổi với nhau á, thì đây cũng là cái mà chúng ta cần để tìm hiểu, và dược sĩ thì chúng ta cũng cần biết. Sau này chúng ta sẽ học được một cái hai cái môn nữa nó liên quan đến cái này. Thứ nhất là cái môn sinh dược học bào chế, thứ hai là môn công nghiệp dược.
đây thì thầy cũng giới thiệu với bạn thôi, thì các cái viên viên của chúng ta đang dùng ấy, thì bạn Văn Anh à, bạn cũng có nói là hiện nay là các công ty đông dược hiện nay đang rất là ít đấy, đúng không? Thì thực ra cái đấy cũng không hoàn toàn đúng luôn ấy. Mà thầy thấy là các công ty đông dược hiện nay nở ra đang rất là nhiều, mà các cái chế phẩm từ dược liệu, cái tỷ trọng ấy, nếu các bạn để ý ấy, các cái tỷ trọng thuốc mà từ dược liệu cũng khá là nhiều chứ không hề ít đâu. Đấy. Thì hiện nay thì trong cái phần mà thuốc tân dược, nếu như các bạn để ý thì bạn sẽ thấy là ngay từ cái bài đầu tiên ấy thì thầy nói các bạn nó đi nguồn gốc từ thuốc, nguồn gốc của cái thuốc thuốc tân dược ấy, medicine ấy, hoặc drug ấy. Thì nó có hai cái nguồn gốc, đó là từ nơi rừng, từ tự nhiên, từ tự nhiên chính là từ dữ liệu mà chúng ta học ấy. Cái thứ hai là từ synthetic, là từ tổng hợp, đó là tổng hợp hóa dược, đúng không ạ? Thì các cái dữ liệu này người ta dùng trực tiếp, đúng không ạ? Thì đấy gọi là dược cổ truyền, hay người ta gọi là nông dược, hay gọi là thuốc nam bắc. Thứ hai là người ta có thể chế biến thành các cái dạng thuốc tân dược. Có thể là gì? Các cái viên ấy, trong viên những năm nang, gần đây phải là viên hoàn cũng như trong năm 2021 người ta chiết xuất dược liệu, chiết xuất cái hoạt chất từ dược liệu, xong bắt đầu người ta cô thành dạng cao, mà cao thì các bạn biết rồi, có cao lỏng này, đấy, cao đặc này, cao mềm này và cao khô này. Đấy, thì từ các cái chế phẩm cao đó rồi bắt đầu người ta thêm các cái tá dược vào. Tá dược ở đây các bạn biết rồi, tá dược độn, tá dược giã, tá dược chân dân gì đó. Các người ta cũng có thể dập thành các cái viên nén, hoặc là người ta làm thành các cái cốm này, người ta nhồi vào các cái viên nang. Mặc dù các cái thuốc này từ dược liệu, hoàn toàn từ dược liệu, ok chưa? Chứ không nhất thiết là người ta phải gì ạ? Những dữ liệu đó xong người ta tán cái bột ra, xong bắt đầu người ta ve thành viên cổ điển như ngày xưa. Đấy, cái viên tễ với lại cái viên hoàn ngày xưa thì đúng là như thế thật, là người ta nghiền cái dữ liệu ra, xong bắt đầu người ta trộn với lại cái tá dược dính hay mật ong hay cái gì gì đó để người ta làm thành các cái viên thuốc. Các bạn hiểu chưa? Đấy. Thì bây giờ với công nghệ hiện nay thì người ta làm như thế. Thì tất nhiên là các bạn biết rồi, nghe cái phần dữ liệu thì thầy có nói các bạn rồi, là để nuôi trồng được dược liệu hay gì đó thì nó, hay là chế biến các cái vị cổ truyền. Sau chúng ta học về môn dược cổ truyền, các bạn sẽ thấy là nó phải chế biến theo phương pháp cổ truyền, nhưng bây giờ dược liệu lại chế biến theo phương pháp mới, phương pháp hiện đại. Đấy, thì chắc chắn là nó sẽ có ảnh hưởng nhất định tới cái hiệu quả điều trị, đúng không ạ? Bởi vì cổ truyền thì thường thường người ta sẽ liên quan đến gì ạ? Ngũ vị, tính vị, quy kinh, cái vị thuốc này. Nhưng mà nếu như mà tôi sao đen thì nó lại vào thận, tôi sao đỏ đấy, thì nó lại vào tim, tôi trích mật sao vàng thì nó lại vào tỳ chẳng hạn, vào thổ, tỳ thổ chẳng hạn. Thì đấy là theo cái phương pháp cổ truyền. Còn chúng ta đang nhìn ở góc độ đông y, ở tây y, dữ liệu chúng ta đang nhìn ở tây y, đó là gì ạ? Nó có hoạt chất gì, dùng với ngưỡng bao nhiêu để đạt được cái nồng độ trong máu như thế nào, để chữa bệnh gì. Các bạn hiểu các cái thuốc dược liệu hiện nay chưa ạ? Đấy, thuốc tân dược nhưng mà nguồn gốc từ dược liệu rất nhiều chứ không phải hiếm nhé các bạn nhé. Đấy là thầy giải đáp với các bạn về trong cái nhóm của các bạn thì đúng rồi. Ok, là cái phần chuẩn bị của bạn tương đối là đầy đủ, không có vấn đề gì. Cái phần đặt tên Latin đấy, thì nó còn chưa được trơn nượt nà cho lắm, thì các bạn cố gắng đọc nhiều thì thầy nghĩ là nó cũng tốt thôi, không có vấn đề gì cả, không khó khăn gì cả nhé. Rồi xin mời các bạn. Thưa thầy, nguyên cái nhóm 4 ạ, vì nhóm 4 có mấy cái vị từ tiêu độc tiếp theo, thưa thầy ạ. Rồi xin mời các bạn nhóm 4 tiếp tục. Vâng, em xin mấy phút để em đưa phần trình chiếu lên ạ. Thưa thầy, thầy với các bạn đã nhìn rõ màn hình chưa ạ? Rồi chị ơi. Chị cho to lên tí đi ạ. Minh Thu ơi, Minh Thu nhầm rồi.
Em xin được đại diện nhóm ạ, xin được trình bày phần báo cáo thực hành môn dược liệu ạ, với chủ trị là liệu điều trị tiêu độc và tẩy vần nhuận tràng ạ. Phần trình bày của chúng em gồm có 8 vị thuốc ạ, trong đấy thì có 2 vị là tiêu độc. Hai vị này được trình bày đầu tiên ạ. Thứ nhất là sâm đại hành ạ. Sâm đại hành có tên khoa học là Eleutherin subaphylla họ lay ơn ạ, vừa có tên khoa học là Iriaceae ạ. Bộ phận dùng là thân hành ạ, thành phần hóa học là natoquinone ạ, eleutherin và eleutheron ạ. Tính vị là đắng mát, công dụng là chữa viêm họng, ho gà, mụn nhọt, bổ máu, cầm máu ạ. Liều dùng là 8 đến 12 gam dạng sắc ạ. Và đây là hình ảnh của sâm đại hành ạ, loại tươi và thân hành đã được chẻ ra. Chuẩn bị cái son đào lên xong rồi em bị đó em tô ở môi vì nó đỏ. Tân liên ạ, với tên khoa học là Andrographis ạ, Paniculata, họ là Oro ạ, với tên khoa học là Acanthaceae ạ. Bộ phận dùng là toàn cây ạ, trừ rễ, thành phần hóa học là flavonoid, diterpentlactone ạ. Andrographis folate, tính vị là đắng và mát ạ. Công dụng là chữa viêm họng, viêm phổi, viêm ruột, viêm đường tiết niệu, chữa mụn nhọt, ghẻ lở, vết thương, nhiễm trùng ạ. Liều dùng là 8 đến 12 gam dạng sắt. Và đây là hình ảnh của cây tươi ạ. Và còn đây là hình ảnh của toàn thân khô ạ. Tiếp theo là các cái vị mà em trình bày chủ yếu là đối với các cái vị thuốc là tẩy và nhuận tràng ạ. Thứ nhất là đại hoàng ạ, với tên khoa học là Rheum officinale, họ rau răm ạ, Polygonaceae ạ. Bộ phận dùng là thân rễ ạ, thành phần hóa học là andraquinone, tannin ABC ạ. Tính vị là đắng và mát, công dụng là chữa táo bón, đầy bụng, tiêu hóa kém ạ. Liều dùng là trợ tiêu hóa 0,1 gram, nhuận tràng là 0,1 đến 0,5 gram và tẩy là 0,5 đến 2 gram ạ. Đây là hình ảnh của thân hoa cây tươi ạ, và còn đây là hình ảnh của thân rễ sau khi đã được chế biến ạ. Vị tiếp theo là lô hội ạ, tên khoa học là Aloe vera, họ là lô hội ạ, Asphodelaceae ạ. Bộ phận dùng là nhựa, thành phần hóa học là anthraquinone aloid ạ. Tính vị là đắng và mát ạ, công dụng là chữa táo bón, đại tiện bí bế kinh ạ. Liều dùng là 10 đến 12 gam dạng sắt ạ. Và đây là hình ảnh của cây tươi và đây là hình ảnh của cái lát để có một giọt giọt nhựa của cây lô hội đây ạ, của lá lô hội ạ. Vị tiếp theo em xin trình bày đó là muồng trầu ạ, với tên khoa học là Cassia alata, họ đậu Fabaceae ạ. Bộ phận dùng là lá và hạt, thành phần hóa học là andraquinone ạ. Tính vị là đắng và mát, công dụng là nhuận tràng, tẩy sổ, dùng ngoại trị hắc lào ạ. Liều dùng của nhuận là 4 đến 5 gram ạ. Còn đây là hình ảnh của cây tươi, hoa và lá khô và hạt ạ. Vị tiếp theo em xin trình bày đấy là Phan tả diệp ạ, với tên khoa học là Cassia angustifolia, họ đậu Fabaceae. Bộ phận dùng là lá chét ạ, thành phần hóa học là andraglycosid ạ. Tính vị là đắng và mát, công dụng là chữa táo bón kinh niên, chướng bụng, ăn không tiêu ạ. Liều dùng là trợ tiêu hóa 1 đến 2 gram ạ, nhuận tràng là 3 đến 4 gram và tẩy là 5 đến 7 gram ạ. Đây là hình ảnh của hoa và lá cây tươi ạ, còn đây là lá khô ạ. Vị tiếp theo em xin trình bày đấy là thầu dầu ạ, hay còn gọi là đu đủ tía, với tên khoa học là Ricinus communis, họ là Euphorbiaceae ạ. Bộ phận là hạt ạ, dầu ép từ hạt ạ. Thành phần hóa học là dầu béo, protein độc ạ, ricin, lysin, tính vị là đắng và mát ạ. Công dụng là nhuận tràng và tẩy sổ ạ. Liều dùng là 5 đến 10 gam dạng dầu ạ.
Vị cuối cùng em xin trình bày đấy là vì mình ạ, với tên khoa học là Ipomei ạ, Ipomoe, Ipomoenin ạ, họ là bìm bìm ạ. Với tên khoa học là convolvulase ạ, bộ phận dùng là hạt ạ, thành phần hóa học là nhựa, pactin là dầu béo ạ, tính vị là cay và ấm ạ, công dụng là chữa táo bón, bí tiểu, thủy thủng, trừ run ạ, liều dùng là 2 đến 3 gam gạo bột ạ. Em xin trân trọng cảm ơn thầy và các bạn đã nghe. Là alkaloid saponin. Tiếng nách thì chiếm. Anh em rồi ấy, nó sao nó xuất hiện nhỉ? Nó là có vị cay hơi đắng, tính nóng, đa số thành phần hóa học là alkaloid saponin, tinh dầu. Các nhóm có hợp chất này góp phần giảm bớt các cơn đau trên cơ xương khớp của cơ thể. Ngoài ra còn có tác dụng kiện gân cốt, tăng cường sức lực cho vùng thắt lưng và đầu gối. Nó gồm có 10 dược liệu: cầu tích, cô tay bổ, đỗ trọng bắc, hy thiêng, ngưu tất, ô dầu, thiên liên kiện, thổ phục linh, la lốt và cây xấu hổ. Nhóm trình bày cây thứ nhất là cây cầu tích. Cây này cũng là thuộc cho họ xương xỉ. Tên khoa học là Cymbotium baromet. Họ là Dicksonaceae. Bộ phận dùng là thân rễ, thành phần hóa học là tinh bột và tan tan anh. Tan anh thì nó có ở cái phần lông của cái cây này. Thứ hai là công dụng là chữa đau xương khớp, đau dây thần kinh. Liều dùng từ 10 đến 12 gam, dạng sắt, tính đắng, ấm. Thứ hai đó là cốt tái bổ. Cốt tái bổ là tên khoa học đó là Dry Area Fortun, họ xương xỉ, Polypodiaceae. Bộ phận dùng là thân rễ, thành phần hóa học là heparidin, là tinh bột. Công dụng chữa đau lưng, đau gân, bong gân và sai khớp. Liều dùng từ 6 đến 12 gam, có tính đắng, ấm. Tiếp theo là đỗ trọng bắc. Đỗ trọng bắc thì tên khoa học của nó là Eucomia uromoides. Họ đỗ trọng là Eucomiaceae. Bộ phận dùng là vỏ thân. Thành phần hóa học là chất nhựa, muối vô cơ, chất béo, tinh dầu. Công dụng là chữa đau lưng, mỏi gối, tăng huyết áp và động thai, ra huyết. Liều dùng 8 đến 12 gam, dạng sắc. Của nó là có vị ngọt, ấm. Tiếp theo là thứ tư là hy thiêng. Hy thiêng. Tên khoa học là Shigebekia orientalis, họ cúc Asteraceae. Bộ phận dùng là toàn thân, toàn cây, thành phần hóa học là tinh dầu, diatepen, chất đắng, datorin. Công dụng là chữa thấp khớp, đau nhức khớp, tê bại. Liều dùng 10 đến 15 gam, dạng sắc, thuốc bột, có vị đắng, mát. Tiếp theo, thứ năm đó là ngưu tất. Tên khoa học của nó là Achiranthes bientas, họ rau diền, Amaranthaceae. Bộ phận dùng là rễ củ, thành phần hóa học là saponin, triterpen. Công dụng là chữa viêm khớp, tăng cholesterol máu, tăng huyết áp, giúp phụ nữ khó ứ huyết. Liều dùng 8 đến 12 gam. Ngưu tất có vị đắng, chua. Thế cho thứ sáu là cô đầu cái là phụ tử của con tên khoa học là Acolytum co cuvê họ vàng liên tên khoa học là gam gamu cuvace bộ phận dùng là dễ tử hoặc thành phần hóa học là alkaloid ancolin ancolitin công dụng để chữa tê khớp nhức mỏi phụ tử dùng khi nguy cấp hoặc gần như không có đều dùng Thiên liên kiện, tên khoa học của nó là Hamolena
oxalate, họ rái, araceae. Bộ phận dùng là thân rễ, thành phần hóa học là tinh dầu, linalool, công dụng là chứa thấp khớp, giúp mạnh gân xương, liều dùng 6 đến 12 gram dạng sắc. Thiên niên kiện này có vị đắng ấm. Có mà kiểu nước tinh hoa của chúng như mắt đó là của họ lo kèm như AC nhau dùng là dễ tiểu thành phần hoa của saccharin steroid phytosterol tinh bột công dụng chữa thấp khớp và tiêu hóa đều dùng là từ 10 đến 30 gram dạng sắc năm rượu thì chính là lá lốt tên khoa học là Phyto Sa Mato họ hồ tiêu P-E-V-A-C-E bộ phận dùng là toàn cây thì còn hoa có alkaloid tinh dầu lavoli công dụng chữa đau lưng khung gối nằm trong tê buốt để dùng từ 10 đến 30 gram dạng sắc cuối cùng là như là cây số hổ hay là kim liễu tên khoa học là Mimosa pudica họ đậu hoa 3CE bộ phận dùng là toàn cây còn hoa có alkaloid mimosin lavoli công dụng để chữa đau lưng đau nhức khớp cơ tay chân người không đều như nhiều thần kinh mất ngủ nhiều dùng từ 6 đến 12 gram dạng sắc tôi trình bày cũng mang đến lên xin lỗi các bạn phải chọn lại đi, cái này thì không đặc trưng rồi. Cái đỗ trọng là các bạn phải nhìn nó giống như cái xác rắn ấy, có nghĩa là cái nó thể hiện là à, cái vỏ đỗ trọng nó rất nhiều nhựa. Cái khi mà người ta thu hái về bắt đầu người ta tách thành những cái đoạn đấy, nó có cái bề rộng nó khoảng độ 3 đến 5 cm, xong bắt đầu nó cho vào cái máy dập 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 nhưng mà nó không đứt được đấy, xong bắt đầu nó thành những cái giống như là cái xác rắn ấy. Khi mà ngày xưa chúng tôi có một cái thời gian chúng tôi triển khai bốc cái đơn thuốc thì cứ phải xé xé nó ra, đấy, có nghĩa là các cái đoạn nó ngắn ngắn đó. Đấy, thì các bạn nên chọn cái hình ảnh khác, cái hình ảnh đỗ trọng này nó không đặc trưng thật. Khi nhìn cái này nếu như mà các bạn thì chắc chắn sẽ nhận thức sai về cái vị đỗ trọng này. Đấy, các bạn nên chọn cái đỗ trọng mà nó giống như cái hình xác rắn ấy. Đấy, có nghĩa là cái phần nhựa của nó vẫn còn dính lại với nhau và nó màu trắng. Còn cái phần vỏ khi mà phơi khô thì nó sẽ màu xám đen. Cái sáng em định lấy đấy nhưng mà em thấy cái này là đỗ mắc nên em mới chọn cái hình nó sát thôi, chứ còn giống cái vị kia thì giống như cái hàng của Trung Quốc ấy. Đỗ trọng, đỗ trọng người ta không để cái vị nó ngắn ngắn như này đâu em ạ. Để thử nhìn giống quế. Em ơi nhìn giống quế quá. Không, không quế kêu giờ nó cuốn, quế nó lại cuốn các có những cái phi lát các bạn làm rồi. Một số những cái hình ảnh các bạn nó tưởng thôi. Cái thứ hai nữa là những cái đọc 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 tên ấy thì để khuyên các bạn đến đọc nhiều là ví dụ như đây là cái cây hy thiên này đúng không ạ, thì ở đây các bạn hình dung trong đầu thôi, đây là Tiegas Tiegas Bechia đúng không ạ, đấy Bechia e đọc là e này, cờ này đúng không ạ, Bechia Orientalis. Thì các bạn thì nói rồi chữ S thì sau cùng chúng ta đọc giống như dấu sắc nếu như trước đó là một nguyên âm đúng không ạ? Họ cúc Asteraceae, Asteraceae thì cũng đã không cần thiết phải là Astera, Asteraceae đúng không ạ? Vì cái chữ R thì nó đi với chữ A rồi, nên chúng ta đọc là Raceae, không có vấn đề gì cả đúng không ạ? Đấy là cái cách. Thì các bạn cố gắng kiểm nhất là sau cái môn này có thể bạn chưa có những cái kiến thức về dữ liệu nhưng mà cái tên đấy, lẽ ra cái này các bạn phải luật là trôi chảy ở môn thực vật dược ấy. Vì thực vật dược nó gắn với Latin, trước đây thì có môn học Latin riêng nhưng gần đây thì cái Latin nó ghép vào một phần của dược, các bạn đỡ phải thi nhiều đấy. Nhưng sau cái phần dữ liệu này thì sẽ training để các bạn luyện các bạn đọc cái tên, đọc được tên dữ liệu, tên thuốc các bạn rất là dễ dàng đúng không ạ. Ví dụ như là hythium này, Tiegas bechia. À, hoặc ví dụ như là chúng ta có thể ngắt nó ra vì nó dài quá, không thấy chúng ta đọc liền nên Tiegas bechia đúng không ạ, Orientalis không vấn đề gì cả đúng không ạ. Tiếp tục nhé, cái vị cái dược liệu khô này này, cái này cũng khá là chuẩn nhé, cái hy tiêm thì chúng ta nhìn nhưng mà các bạn lưu ý là cả những cái vị mà nó là toàn cây sau này sẽ có đi cương cho các bạn, và toàn cây thì các bạn sẽ xếp lại với nhau và các bạn sẽ có chú thích để chúng ta không nhầm lẫn, ok chưa? À,
nhóm tiếp tục đấy. Nhóm 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 chuyển chuyển sang cái vị khác đấy. À, nghiêu tất đấy. Cái nghiêu tất thì chúng ta phải thể hiện làm sao nó nhìn nó rất là nạc, đúng không ạ? Nhìn nhìn nó nạc thịt đấy. À, cái nghiêu tất đây chính là cái cỏ tước đấy, cái cây cỏ tước. Nghiêu tất nam, nghiêu tất bắc. À, nam thì gọi là cỏ tước cũng rất là tốt, nhưng mà vì là thầy nói các bạn rồi, để trồng những cây này cái năng suất nó không cao, cho nên người ta không trồng, cho nên người ta hay cứ nhập khẩu ở Trung Quốc về thôi. Thì cái này chúng ta đọc là gì? Aquilanthus bilentata. Đấy, đúng không ạ? Chúng ta đọc nó làm sao nó mềm mại, nó mượt mà, nó trôi chảy như thế, đúng không? Cách đọc thôi mà. Aquilanthus bilentata. Đấy. Thì chữ E đọc là chữ E. Chữ S thì sau cùng là thêm lấy dấu sắc thôi. Và âm 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 gió là có chữ S thôi, đúng không ạ? Chữ S ở đây không có chữ S mà đọc là khờ, đúng không ạ? Aquilanthus bilentata. Ok. À, thiếu chữ đờ nhá. Ở đây thiếu chữ đờ, không phải vi en data đâu mà vi den data đấy. Đó. Đấy là cái cách đọc thôi, không có vấn đề gì cả, đúng không? Cái như tắt này ok rồi, cái hình ảnh này rõ. Nhưng mà các bạn nên lấy những cái hình ảnh mà người ta thái á, thái lát ấy, thái miếng ấy. Nhá. Thái miếng ấy thì chúng ta nhìn sẽ rõ hơn cái này. Thì cái này các bạn sẽ dễ nhầm với lại gì ạ, đẳng cấp lắm. Nhá. Nếu như cái nghiêu tất này các bạn nhìn này rất dễ nhầm với đẳng tâm nhé. Tâm thì nó vàng hơn, nhưng khi chúng ta nhìn trên cái hình ảnh này, xin lỗi, đẳng tâm thì nó trắng hơn, còn cái nghiêu tất thì nó vàng hơn, nhưng mà chúng ta nhìn trên hình ảnh nó rất dễ nhầm. Thế các bạn chọn cái nghiêu tất nó phải dạng thái lát, đúng không ạ? Đấy. Rồi xin mời tiếp tục chuyển chuyển nhé. Đây, cái ô đầu phụ tử, các bạn nên chọn một cái củ nào á, cái này các bạn thấy nó dễ nhầm với cái gì không ạ? Rất dễ nhầm với bán hạ. Đấy. Dễ nhầm với bán hạ, dễ nhầm với thiên ma, dễ nhầm, thậm chí là dễ nhầm với trạch tả. Cái ô đầu phụ tử này, này. Đấy, và cái phụ tử này nó phải gọi là phụ tử chế. Phụ tử chế là chế diêm phụ ấy. Diêm là chế muối ấy. Đấy. Và các bạn nên chọn một cái củ nó điển hình, có củ mẹ và củ con, ô đầu phụ tử nó liền với nhau. Còn cái hình ảnh mà nó dễ dễ nhiều nhiều này thì nó lại không đặc trưng nữa giờ, đúng không ạ? Nó dễ nhầm với cái khác, nhất là cái góc mà cái trắng trắng này này, diêm phụ phụ tử chế là diêm phụ đấy, là phụ tử chế diêm đấy, nó rất giống với lệ gì ạ, với cái bán hạ. Đây các bạn phải chọn cái hình ảnh nào nó trưng nhé. Ở cái phụ tử đấy lúc sáng thì nói các bạn rồi, từ tiểu đọc. Cái cách đọc cái này là gì ạ? Aconitum fortune. À, đúng không ạ? Fortune. À, không vấn đề gì cả. Nếu như bạn nào mà đọc nhanh thì đọc là fortune cũng được, không vấn đề gì cả. Ok. Rồi, tiếp đi. Đây, cái thiên niên kiện này. Đây, cái cây thiên niên kiện này. Cái thân đây là cái thân giả nhé. À, cái bẹ nó ôm hình thân thôi. Còn cái thân của nó chính là thân rễ đây này. Đấy, thái ra bên trong nó rất là tốt. Và gì ạ? Cái này thì không thể nhầm lẫn được. À, và gì ạ? Nó có mùi hương, nhưng mà vì là chúng ta thực hành qua online qua hình ảnh nên chúng ta không thể nhìn được. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là gì ạ? Cái thân của nó có lỗ rỗng. Đấy. Đấy là cái thiên niên kiện. À, thiên niên kiện ở đây thì các bạn thấy là gì ạ? Cái tên của nó đã nói lên cái điều đó rồi, đúng không? À, tên khoa học của nó là gì ạ? Homalomena. Đấy. Thì thiên niên kiện, thiên là gì? Nghìn năm vẫn tráng kiện. Đấy, có nghĩa là người ta đề cao cái vai trò, cái tác dụng của nó kinh khủng đúng không ạ? Thiên nhiên kiện thì chúng ta thường là chúc nhau là gì ạ? Bách niên giai lão, đúng không ạ? 100 năm mạnh khỏe. À, thế nhưng ở đây dùng cái vị này này, thiên nhiên kiện có nghĩa là dùng xong cái vị này nghìn năm sau vẫn tráng kiện bình thường. Đấy. Đây, dược liệu nó là như thế. À, thế các bạn thấy không ạ? Nhìn nó khá giống với cây ráy. Đấy, cái khoai môn nhé, họ váy ARACE, thì nên cái này thì nhiều người trồng lắm, người ta nói chỉ cần cắm ở trong cái bình nước thôi, để xong nó có thể bò la này khắp nhà và để nó luôn luôn xanh tốt, và lá nó không bị uống bao giờ cả, chữa thấp khớp, ok rồi, đúng không ạ? Các bạn sẽ làm gì? Cái thổ phục linh nhỉ, cái thổ phục linh thì các bạn lưu ý là gì ạ? À, cái khi mà cái bản của nó cái củ này này, cái thái ra này, nó mềm, nó khá giống với lại tỳ giải, thì thầy nói các bạn rồi, nhưng tỳ giải nó màu trắng,
cái này nó màu đỏ. Cái màu đỏ này thì các bạn cẩn thận nó lại nhầm lẫn với lại hạt thủ ô. Tất nhiên là với những người mà quen rồi ấy, thì các bạn Vân đã làm yêu của truyền đúng không ạ, thì cái hạt thủ ô thì thường nó sẽ cứng và cái phiến của nó sẽ nhỏ hơn nhiều so với cái thổ cục linh này. Đấy, nhưng mà vì các bạn mới cho nên nó sẽ nhầm lẫn này, chúng ta lưu ý cái gì mà nó sẽ nhầm lẫn. Ok, cái thể này là tương đối là tương rồi. Rồi, cái lá lốt thì lúc sáng thì có nói các bạn rồi đúng không ạ? À, lá lốt thì sáng thì bạn Tuệ bạn đã nói là dùng cái lá này để đun á, thì lá tươi ấy, khi mà đun thì nó sẽ gì, nó sẽ dễ bị nát. Cho nên thường thường người ta sẽ phơi cho nó xe xe để các bạn đun thoải mái nó không bị nát, đúng không ạ? Và thông thường người ta hay dùng nhất là cái phần phần thân, thân là cái phần gốc chứa rễ của nó. Cái này thì TP rồi. À, Sarmentosum, các bạn đọc bình thường đó, đúng không ạ? Sarmentosum, đọc đọc nhiều nó sẽ quen, nó vấn đề gì ô thầy lại bị ao. Giờ các bạn nghe rõ chưa? Dạ rồi, dạ, rồi ạ. Rồi ạ. Ok. Rất là nhiều. Đấy. Cái này người ta cũng thái được những cái đoạn cái này thì thầy bổ sung thêm để cho các bạn có thể hành nghề sau này các bạn thôi. Dùng những cái này nó khá là hiệu quả đấy ạ. Đấy, những người đặc biệt đối với những người tương tốc, bởi vì thầy nghĩ là và bệnh xương khớp thì nó rất là phổ biến, đúng không? Rất là nhiều người bị mà có khá nhiều dữ liệu, có kinh nghiệm mà kinh nghiệm hàng nghìn năm mấy nghìn năm đúc hết. Ngày xưa đã làm gì có tây phát triển, làm gì có tân dược phát triển nhiều như bây giờ đấy. Cho nên là từ các cái cây dược liệu, cái này chúng ta cũng cẩn thận để nói các bạn là tất cả những cái dược liệu mà bộ tận dùng là toàn cây thì khi mà phơi khô á, thì nó khá là giống nhau, cho nên là chúng ta để riêng nó ra, đó, để cho nó, chúng ta phải xem kỹ, đỡ lẫn khi ta nhận thức, ok. Rồi ạ. Thưa thầy, thầy cho em hỏi mấy cái vị hà thủ ô ấy ạ. Lúc nãy thầy có nói là cái đấy để chữa chống bạc tắc ấy ạ, cho những người trẻ tuổi. Vậy thì cái những cái người mà người ta ở cái độ tuổi mà cũng gần ở cái giai đoạn là tiền mãn kinh rồi ạ, thì họ uống có tác dụng không ạ? Có này ạ, trước đây thì cái kinh nghiệm thì hay nói rằng là dùng hà thủ ô để cho nó đen tóc thôi. Ra cái bạc tóc bây giờ thì nó do là cái sắc tố melanin đúng không ạ? Đấy. Cái này nó do sắc tố chứ nó không hoàn toàn là do thật yếu hay thật khỏe đâu. Trước đây thì người ta hay cứ nói như thế. Mình là những người mà da trắng da đen, những người mà tóc đen hay tóc bạc ấy, đấy là do cái sắc tố thôi. Thì hà thủ ô bây giờ thì người ta cũng chỉ là chứng minh được rằng là nó có thể trợ giúp phần nào đó thôi, chứ nó không hoàn toàn có tác dụng làm đen tóc trở lại như ta kỳ vọng đâu. Đấy. Tất nhiên là trên thị trường hay là trong kinh doanh đúng không ạ, thì người ta cũng có đưa ra những cái đây là những cái chế phẩm sản xuất những cái chế phẩm gọi là bài thuốc của phương gia giảm để hy vọng là có những cái để cho đầu tiên là để bán chạy đúng không ạ, cái quảng cáo dùm beng lên như thế thôi, chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào vấn đề, có nghĩa là cũng không như chúng ta kỳ vọng lắm đâu. Đấy. Theo đông y, theo đông y ấy, thì tóc là huyết dư, huyết dư có nghĩa là phần máu thừa đúng không ạ. Đấy. Chúng ta có cái vị thuốc là huyết dư thán, nghĩa là cái tóc rối này xong người ta đốt nó lên xong để cho những người cầm máu này, hay là những người mà người ta dùng tóc để các rối này người ta đánh cảm kia, thì theo quan niệm của đông y thì những người nào mà máu tốt thì tóc đen mượt, thì ngày xưa làm gì có cái dầu gội dầu xả dầu hấp dầu dưỡng như bây giờ đâu ạ. Đấy, và thông thường là từ những cái hết tức tự nhiên như là cỏ mần cầu hay bồ kết hay cái gì đó đúng không ạ, để người ta dưỡng tóc, người ta gội tóc, xả lá chanh lá chết thôi chứ không như bây giờ đâu ạ. Đấy, thì
những người mà tóc mà mượt đen dài óng mượt đấy, mềm đấy, tóc ấy, thì là cần máu tốt, nhưng mà thực tế là những người máu tốt thì tóc sẽ gì ạ, dài mềm mượt đấy. Còn những người mà tóc khô, tóc thơ, tóc gãy cứng dễ gãy thì là những người máu xấu đấy. Thì các bạn biết là cái phần mà cái thuốc hà thủ ô á, hà thủ ô các bạn xem lại thì nó có tác dụng bổ đúng không, nó gì ạ, nó bổ máu đúng không? Bổ máu thì làm cho gì ạ, tốt cho cái việc mà tóc nó đen, nó mềm, nó mượt hơn đấy. Mà nếu như mà để mà dùng mà hà thủ ô mà để cho nó tóc nó đen, nó mềm, nó dài, nó mượt ấy, thì có lẽ là phải được tính là phải lên đến yến, chứ nó không phải là vài lạng, vài cân, vài kg như chúng ta nghĩ được. Tất nhiên khi chúng ta dùng thì bao giờ thế, các bạn biết tốt tác động đến cơ thể con người theo hai cơ chế đúng không? Cơ chế đầu tiên là cơ chế thần kinh, thứ hai là cơ chế thể dịch. Ok, hôm nay tôi cảm giác là tôi canh dành để tôi hoặc là nhờ mà, nên là tôi đầu tư để tôi mua một cái thuốc nó rất là đắt tiền đúng không ạ, hàng triệu hay vài chục triệu, nhất là sâm ngọc linh hiện nay nó giá vài chục triệu, trăm triệu cũng có. Tin tưởng là nó dùng nó đấy là cái cơ chế thần kinh nhất ạ. Khi nói cơ chế thể dịch, cơ chế thể dịch là cái chất đó, cái dược liệu đó nó có cái hoạt chất gì đấy, nó đi vào được cái cơ quan tổ chức nào. Nhiều người nói rằng là tâm lý thế thoải mái vẫn ok thôi, mới nghĩ đến việc dùng nó thôi là cái khỏe khoắn ở tóc đã đen rồi, chứ chưa cần dùng đúng không ạ? Ok. Vâng, thưa thầy, ở trong cái phần mà thuốc bổ ấy, em thấy có cái đẳng sâm ấy ạ, cái củ tươi của nó rất giống với cả cái củ cải ấy ạ, củ cải trắng ấy ạ, củ cải trắng nhỏ nhỏ ấy ạ. Thì nếu mà để phân biệt nó thì có cái gì để, có cái đặc điểm gì để phân biệt không ạ? Cái này thì thực ra dữ liệu ấy, thì chủ yếu dựa vào cái mùi vị này. Đầu tiên là hình dạng này, màu sắc này, mùi vị, mùi và vị. Cái đẳng sâm mình tính ra thì nếu như các bạn làm đấy, là người các bạn thấy là nó giống cực giống với lại cái rễ đu đủ, cái rễ của cây đu đủ giống lắm ấy đấy. Nhưng mà khi tính như thế thì người ta đưa lên nhìn hình dạng màu sắc đấy, thì không tin các bạn cứ thử đào cái rễ cây đu đủ các bạn coi nó xe xe ấy, thì thấy giống cái gì cái phòng đẳng sâm luôn đấy. Để mà phân biệt được thì người ta thường cái mùi, cái mùi của nó. Tất nhiên là kinh nghiệm lâu năm cho chúng ta ví dụ như là thầy không không làm nhiều về dữ liệu đâu, nhưng mà lướt qua cái là có thể nhận biết được là cái dữ liệu nó cần bao nhiêu. Và cái nền tảng cái kinh nghiệm, còn chúng ta có một cái môn thực vật ấy, môn thực vật thì sẽ hướng dẫn cho chúng ta là từ bộ này, từ chi này, từ loài này, từ bộ này, loài này, chi này, họ này. Đấy, thì chúng ta sẽ mô tả được, ví dụ như là trong cùng một họ thì nó giống nhau, nhưng mà mỗi loài thì nó bộ nó sẽ khác nhau đấy. Và chính vì thế chúng ta mới làm tiêu bản như đúng không, để mô tả về hình dáng của nó là lá đơn, lá kép đúng không, lá kép một lần, hai lần, ba lần, lông chim hay lá chất, lá chất lẻ đúng không ạ. Đấy, phân biệt các cây từ nhau. Còn để dữ liệu mà phân biệt được thì phải dựa vào thực tế, dựa vào kinh nghiệm và thực tế. Ok, xin mời các ý kiến khác ạ. Ý vẩy hành ấy, đúng không? Rồi, tiếp tục điện. Rồi, tâm liên, cái này đang rất là hot đây, đúng không? Rất rất nhiều người hỏi là có xuyên tâm liên không, sau khi mà bộ ra cái thông tư gọi là liệt kê 10 cái dược liệu hay là 10 cái thuốc mà có nguồn gốc từ dược liệu hỗ trợ trong điều trị COVID. Ở trong đó thì ngay như bản thân tôi thấy rất là giật mình mà. Anh hỏi tiếp nhất nhất để giúp được cái gì rất nhiều, đặc biệt là anh chế phẩm mà có xuyên tâm liên, mấy anh mang đến biếu xuyên tâm liên, xong thì rất rất nhiều người hỏi xuyên tâm liên.
Đây rồi rồi để Ok, mình cái sertraline này thì cái vị nó rất là khác, khi mà sấy khô đi rồi thì nó lại không phải có cái màu xám đen như là các vị khác đúng không ạ, mà nó là cái vị nó có cái màu xanh lục nhạt. Rồi thì xuống cái phần đại hoàng như này, cái đại hoàng thì cái hình ảnh này nó rất dễ bị nhầm nhá. Nên chúng ta chọn vâng. cái đại hoàng nó giống như là cái ấy ấy. Nó khô khô cơ. Đấy, nó bốc bốc cơ, nó khô, nó rỗ rỗ, nó không được thịt vàng như thế này các bạn. Đấy, ta xem lại cái đại hoàng. Okay. Cái hình ảnh này chúng em phải sửa đúng không thầy? Cái này giống như là khoai lang luộc thì đúng hơn đấy. Yeah. Dạ vâng, cái này chúng em sẽ sửa ạ. Cái màu vàng thì đúng rồi, nhưng mà đại thì nó to, nó tưởng tượng là nó như cái khoanh nó rất là to to ấy. Đấy mà nó gỗ rỗ cơ, nó không không mịn màng như này đâu ạ. Tôi xem lại cái vị đại hoàng, vị đại hoàng khô nhé. Dạ vâng ạ. Ok, cái lô hội thì dễ rồi đúng không, thì chắc là bởi vì khi thì các cô có thể lấy được rất nhiều các cái hình ảnh không giống như là các cái dữ liệu kia. Ok, cái lô hội này chắc là ai cũng biết đúng không ạ, trồng cái này nó rất là dễ. Cái mồm trâu này với lại cái hạt mồm mộc này, cái mồm trâu này có vẻ như là nó Nhìn cứ hạt như không mồm giống ấy nhà thầy nhỉ. hạt mồm trâu này không 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 chuẩn lắm rồi, các bạn xem lại cái hạt mồm trâu đi nhé. Vâng ạ. Axito nhà thầy. Cái chân của cái hàng này như là yến nó gì của nó ổn hết nhỉ. Hạt mồm trâu nó phải đen cơ, đen nó nhánh nhánh ấy, nó nhạt bóng ấy. Đúng rồi, hạt giống kia cái phanh ấy, giống cái hình y chang như cái phanh phanh xe đạp mà thằng tròn ấy, những cái hộp Giống của nó y chang cái đá lửa ấy, giống cái đá lửa ngày xưa thầy ấy. ơi thầy, Ủa? đây đúng là hạt mồm trâu đấy thầy ạ. Còn cái mà nó đen đen hơn thì đấy là người ta đã sao rồi, còn cái hạt này là chưa sao thầy ạ. Dạ vâng Nhưng ạ. nó bóng cơ, nó Gần đúng bóng rồi, lúc người ta sao lên nó như thế đấy ạ. Có nghĩa tức ra cái hình ảnh này nó hơi khó nhìn nhưng mà nó đúng là hạt mồm trâu đấy ạ. không phải không phải em vừa mới trồng đây, cây trong nhà em vẫn đang muốn trâu, mà đang có cái cây một Mình hay dùng cái này mà nên là mình biết, mình rất cái hay hàng dùng này cái là này. hạt hạt này hàng mùng thấp giống như thảo quyết minh ấy, chứ không phải Không, đâu. cái này đúng rồi, cái này đúng rồi, nhưng mà nhìn nó không rõ lắm thôi, hoặc là Vâng, phải cái nhìn nhìn nó trên không cái rõ vâng ạ. điện thoại của thầy nó không được rõ lắm, bởi vì thứ nhất là bạn không sâu nó lên, thứ hai là nhìn nó đang zoom lên lên đây là ok rồi. Rồi thầy, cái hạt Vậy tức này có rồi vẻ cái nó hơi hình ảnh nhỏ. này là chúng ta sẽ lấy lại cái hình ảnh của hạt rồi mồm rồi trâu rồi đúng rồi không? rồi không được rồi. Vậy thầy zoom lên rồi, nhìn rồi, có lẽ là các bạn lấy cái hạt này, lấy về cái hình ảnh của cái hạt này là nó không được già cho nên nó không căng, bản chất của nó đang rất là sáng và bóng đấy ạ. Được rồi ạ. Ok. Thôi rồi, để xem nhỉ. Các bạn có hỏi gì nữa không ạ? Như này này. Nếu mà tình hình mà dịch bệnh nó như thế này thì sẽ cho các bạn 5 cái hình ảnh của dữ liệu. Xong rồi các bạn sẽ nhận biết là dữ liệu số 1 là dữ liệu gì, số 2 là cái gì, số 3 là cái gì, số 4 là cái gì, số 5 là cái gì. Xong rồi giáo viên có thể sẽ hỏi 1, 2, 3 trong cái vị dữ liệu đó. Nhưng mà nếu như khi mà nhận thức sai và trả lời đúng thì có nghĩa là nó cũng bằng không hết. Bởi vì là đã nhận thức sai rồi có nghĩa là nhầm tốt rồi. Tất nhiên là khi mà đi thi thì thầy cũng sẽ cố gắng để cho các bạn có những cái đề cương. Đề cương thì chắc nó chỉ Vâng. độ 5-6 chữ kỷ thôi, không nhiều nhé. Đúng rồi, phải có đề cương. Như thực ra thì những cái này bọn em thực hành thì qua hình ảnh này nó gần như nó chỉ được 2-30% thôi, còn nhìn mẫu thực tế mà thì nó mới cảnh quan mới chuẩn được. Chứ Tôi lứa lấy cái đại này diện của nó cái nhóm vài vị thôi mà. và Chắc là khoảng độ 6, 5-6 chục vị. Thế thôi. Các bạn đọc lướt qua cái các bạn biết. Ok. và 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 Đấy, các